mét rẻ không giao đơn, khách hàng chê đắt, xem thêm hoặc là im lặng. Thường thì em hay trả lời theo kịch bản của bản năng, nên là thường là trả lời theo câu hỏi của khách hàng. Chào các bạn, mình là Ngọc. Ngồi bên cạnh mình đây là bạn Dũng, học viên khóa K2 trong tháng 6 của mình. Cùng nghe Dũng chia sẻ những cảm nhận sau khóa học và chút sale của mình nhé. Chào tất cả các bạn, chào chị. Trước khi học khóa học chút sale thì em gặp vấn đề gì trong cái việc chút sale của mình? Dạ thưa chị là trước khi gặp học kịch bản chút sale của chị thì em đang gặp trường hợp là mét rẻ không giao đơn, khách hàng chê đắt, xem thêm hoặc là im lặng. Thường thì em hay trả lời theo kịch bản của bản năng, nên là thường là trả lời theo câu hỏi của khách hàng. Thế thì khi mà khách im lặng này hay là khách chê đắt này thì em có biện pháp xử lý gì không? Thường thì khách im lặng hoặc là xem thêm thì em hay sử dụng kiểu đao giá không có kịch bản. Thì khách hàng, một là khách hàng quan tâm, hai là khách hàng vẫn cứ xem mà không trả lời. Nhưng mà tỷ lệ chốt sale vẫn bị thấp đúng không? Tỷ lệ chốt sale của em thì nó rơi tầm 5-10%, quá thấp. Thế là tức là cái vấn đề của em đó là chốt sale bằng bản năng này, và không có cái kịch bản xử lý từ chối khi mà khách chê giá cao này, khi khách im lặng này, hay là khách xem thêm đúng không? Dạ vâng. Thế thì sau khóa học chốt sale của mình thì em đã vận dụng kiến thức như thế nào để có thể thoát hết cả lô hàng của mình trong kho hàng? Dạ chị, là sau khi học xong kịch bản chốt sale của chị thì em đã dùng một số em đã có chốt sale có kịch bản hơn. Em thường thì sản phẩm của em là sản phẩm cao cấp, bán thời vụ, nên là em hay sử dụng dọa khách hàng nâng giá trị sản phẩm lên, nâng giá trị, lựa chọn hình thức tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả hơn. Tức là em đã thay đổi cái cách chốt sale bằng việc là thay đổi hình thức tiếp cận này, thêm yếu tố dọa này, tăng giá trị của sản phẩm lên đúng không ạ? Sau khóa học của chị ấy, thì em có cảm nhận như thế nào? Em có thấy chị dạy bị nhanh không? Dạ vâng, thì khóa học của chị nó diễn ra trong vòng 2 ngày thì em thấy nó cũng khá nhanh. Nhưng mà có đội ngũ support với lại có tài liệu trên trang web rồi, nên là em thấy là em có thể ôn bài sau khi về nhà, em áp dụng được. Và thường ngày trước thì em cũng có gọi cho chị trước. Có phải cái hôm chị nhớ rồi, có phải cái hôm em đang bị cái tình trạng là khách nó chê sản phẩm giá cao và em loay hoay mãi không chốt được đơn mặc dù mét về rất là nhiều đúng không? Lúc đấy em đang hồi hộp lắm, tại vì sản phẩm của em là bán thời vụ mà chỉ cần chậm một tuần nữa thì thôi thì sản phẩm của em sẽ bị tồn hàng rất là nhiều, nên là em gọi luôn cho chị trước khi là em đăng ký khóa học, tại vì em không thể chờ đến ngày học được. Vâng. Thế là sau đấy thì chị có đưa các gợi ý, sau đó thì em viết hoàn chỉnh và cho nhân viên triển khai đúng không? Vâng, chị đưa cho em một số gợi ý về dọa khách hàng như nào, tăng lợi ích như nào và cách báo giá khôn khéo như nào, thì em đã sử dụng kịch bản đấy một cách hiệu quả, và sau khi nhân viên bên em áp dụng được thì đơn hàng của em gần như là giải quyết trong một thời gian rất ngắn. Thế trong tất cả các nội dung chị dạy ấy, thì em thích nội dung nào nhất và cái nội dung nào mà em vận dụng được trong thực tế nhiều nhất? Trong tất cả các module chị dạy thì em thấy là module 8, 8 yếu tố để cho một kịch bản chốt sale là em thấy hiệu quả nhất, vì ở đấy gần như là nó là một cái khung cho mình thực hành ở đấy rồi. Nó gồm là xác định khách hàng tiềm năng của mình, xác định vấn đề và xử lý từ chối, báo giá một cách khôn khéo, thì ở trong đấy em thấy là áp dụng nó là thực thể nhất, hay nhất. Nếu có lời khuyên dành cho các bạn đang quan tâm đến khóa học sale thì em có lời khuyên nào dành cho các bạn không? Dạ vâng, thì thực ra là khóa học sale thì em cũng mới trải nghiệm, nó cũng chưa có lời khuyên nào tối ưu cho tất cả các bạn được. Nhưng mà trên cơ sở cá nhân của em thì em cảm giác nó là một khóa học hiệu quả. Cách diễn đạt của cô dễ hiểu, làm cho em cảm giác hấp thụ kiến thức một cách nhanh hơn, em áp dụng vào thực tế của em tốt hơn. Nên là nếu như các bạn đang chốt sale bằng bản năng thì em khuyên các bạn là nên có một kịch bản sale tốt hơn để các bạn có thể sử dụng vào trong cuộc sống của mình, thay vì mình đốt tiền chạy ad ra đơn nhưng mà không ra mét, thì mình có thể dùng tiền đấy để mình đi học một khóa sale, thì đấy mình cải thiện kỹ năng sale của mình, thì em chắc chắn với mọi người là sẽ tiết kiệm chi phí cho mọi người rất là nhiều.